Trong các bản vẽ của các công ty sản xuất về đồ gỗ á, thường có một phức ảnh hình chữ nhật đo, ngoài các mặt bằng, mặt đứng và mặt bên ha, và mặt cắt thì thường có hình chữ nhật đo để người đọc bản vẽ đó họ hình dung dễ hơn ha. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách vẽ phối cảnh hình chiếu trục đo cho maquette. Rồi, giả sử bây giờ mình có một cái kệ trưng bày ha. Kệ trưng bày như hình sau đây. Thì đầu tiên bây giờ bắt đầu mình vẽ hình chiếu trục đo ha. Thì mình ban qua. Rồi. Trước khi vẽ hình chiếu trục đo thì mấy bạn phải bật cái chức năng là Asymmetric Routing nè, nó đang là off này, không tắt nè, nằm ở dưới thanh tình trạng á, thanh status bar nằm dưới đây nè, nó đang là tắt á, thì mình phải bật nó lên, bật nó lên. Đó, khi bật nó lên á thì bạn thấy là cái sợi dây tóc con chỏ chuột á bắt đầu nó xoay, thì để điều khiển được cái sợi dây tóc này á thì mình bấm phím F5 ha. F5 là bấm một lần thì nó ra mặt bằng, bấm lần thứ hai á, thì ra mặt đứng chính, bấm lần thứ ba thì ra mặt đứng bên ha. Rồi bấm lần thứ tư lại nó lặp lại ha, cái gì ha, mặt bằng nè, F5 lần nữa nè, mặt đứng chính nè, F5 lần nữa nè, mặt đứng bên nè, F5 mặt bằng ha. Đối với việc xong mới thì có cái thiết lập trên đây, còn đối với xong cũ á, thì mình có thể thiết lập trong lệnh OSNAP ha, bằng cách gõ lệnh OS nè, OS nè, Enter nè. À. Rồi mình vô cái phần họ có thể là Routing Setting ha, cái tab đầu tiên là tab Snap and Click nè, bấm vô đây thì mặc định nó là Rectangular Snap nè, bấm chọn đây ha, bấm OK. Đó. Muốn bật chế độ Isometrics lên á thì bấm lại lần nữa ha, OS Enter O Snap á. Rồi bấm vô tab đầu tiên nè, bật vô Isometrics Snap, thấy không, bấm OK. Đó, thì con chỏ chuột sẽ tóc nó tự động nó xoay, thì tương đương với bấm phím bấm nút ở trên thanh tình trạng này ha, tương đương với đó. Rồi bây giờ mình quan sát cái mặt bằng của mình. Đầu tiên mình quan sát bằng nè, mình thấy cái mặt bằng hình vẽ nè, cái kệ này là có chiều dài là 1,2 m và chiều rộng là 42 ha. Rồi mình vẽ đầu tiên, nhớ là để hình con chỏ chuột ở tầm nhìn top ha. Rồi thì đối với lệnh isometrics này nè thì mình chỉ dùng lệnh line thôi, dùng hai lệnh duy nhất là line và lệnh ellipse ha. Ellipse lát nữa mình sẽ nói, bây giờ dùng lệnh line trước ha. Ngoài hai lệnh này ra hầu như mình không dùng lệnh nào khác được ha. Hầu như thì nó không có hợp trong cái khung cảnh này. Rồi bấm lệnh line nè, bấm chữ L Enter, bấm điểm bắt đầu ha, di chuyển chuột đó. Gõ vô 1.200, 1.200, tiếp tục di chuyển này, gõ vô là 412, 412, Enter, tiếp tục di chuyển này ha, gõ vô là 1.200, rồi bắt điểm này em bon hết lệnh ha. Rồi rồi tại đây là mình thấy bán kính gốc bo nè, nó R bằng 100, thì nếu mà mình dùng lệnh fill led á, fill nè, R nè, Enter ha, 100 nè, thì nó sẽ bo cái này, cái nó không chính xác ha, không chính xác nha. Đó, mình thấy không, nó nhảy lung tung, nó không chính xác nha, u lại. Rồi để vẽ được cái góc bo đó thì mình phải dùng lệnh ellipse nha. Để dùng được lệnh ellipse thì mình phải để xác định tâm của nó. Đầu tiên mình copy cái đường này vô nha, từ đây qua đây nè, 100. Rồi copy cái đường này nữa nè, qua đây 100. Rồi tiếp tục copy đường này vô 100. Đó, vậy mình có hai điểm tâm ha, tâm chỗ này là 1, tâm chỗ này là 2 nha. Bây giờ nếu mình dùng lệnh circle á, C nè, circle là vẽ một đường tròn nè, thì nó sẽ không đúng cái điểm của hình chiếu trục đo này ha. Thành ra ở đây mình sẽ dùng đường tròn không được. Đó. Xóa đi. Bây giờ mình dùng lệnh ellipse, ellipse viết tắt là chữ E, L, Enter. Rồi, trong lệnh ellipse á, thì bình thường á, nó sẽ không có chức năng là iso circle, nhưng mà khi mình chuyển qua chế độ isometric thì lập tức cái chế độ mà
lệnh con của nó đó, iso circle, nó sẽ hiện ra. Thì mình bấm vô chữ iso circle này ha, rồi sau đó mình bấm vô giao điểm này, mình di chuyển chuột bấm vô chỗ endpoint ở đây. Tương tự vậy, lặp lại lệnh ellipse, bấm vô chữ iso circle ha. Rồi bấm vô giao điểm của nó, thì di chuyển chuột bấm vô endpoint ở đây đó. Sau khi được hai hình ellipse rồi, xong rồi đó, mình lại xóa cái đường giống đi ha, cái đường giống đi, mình dùng lệnh trim ha, trim để cắt tỉa nó, bấm chữ tr nè, trim ha, chọn hết, chọn xong bấm enter, sau đó chọn đường này cắt nè, 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 chọn này cắt, chọn này cắt, đó, vậy là ta có cái phần đế rồi ha. Bây giờ chiều cao của đế là 100, ha, chiều cao đế nè, xem mặt đứng mặt bên mình thấy chiều cao đế 100, thì mình mới bấm phím F5 để con chuột, con chỏ sợi dây tóc nó quay lên đứng nè, mình copy nó lên 100, copy ha, toàn bộ này copy lên 100. Rồi sau đó mình vẽ mấy đường nói này tới đường nói mặt đứng này ha, từ endpoint này xuống endpoint này, từ endpoint này lên đây ha, rồi từ endpoint chỗ midpoint nè, vô midpoint của cái đường cong. Rồi tương tự mặt không ha, mặt không thì bấm F5 để xoay qua, không vẽ line nè, nói từ endpoint này tới endpoint này, từ endpoint này tới endpoint này ha. Rồi sau khi mình có cái được độ dày rồi, mình xóa mấy đường khuất đi, thì ở đây có hai đường khuất nè, mình xóa đường khuất này đi ha. Đường khuất này xong, tiếp tục trim là tr, xóa thêm cái đường khuất chỗ này nữa đó. Thế là mình được cái độ dày của cái đế rồi ha, đó, cái đế của cái kệ. Rồi để diễn tả được độ cong á, thì mình copy mấy đường này, copy ha, copy từ endpoint này tới nearest ha, copy vô nearest, nhớ là bật chế độ snap, bật sẵn chế độ snap, bật select all luôn để nó bắt dính sẵn cho mình, đã mất công mình phải chọn ha, bật endpoint đó ha. Rồi tương tự bên này cũng vậy, copy endpoint này nè, vô nearest ha, vô đây, vô đây tiếp ha, vô đây. Rồi càng về sau thì có thể càng diễn tả càng nhỏ dần ha, cho giống như nó tụ về phía sau vậy đó ha, nó đúng luật phối cảnh luôn. Rồi giờ ta được cái đế rồi, tiếp theo thì ta vẽ cái phần hông. Phần hông thì chiều cao là 1m2 mà trừ cái phần đế 100 đi, còn 1m1, mà chiều này là 312 ha, 1m2 và 312. Rồi 1m1 và 312 chứ, 1m1 ha, vẽ cái line lên. À, đây 1.1 là 1.100 ha. Rồi vẽ xuyên qua là 312 ha, rồi đi xuống thẳng xuống endpoint ha. Rồi về cái hình này vô trong cho nó đừng có cứng dưới khung. Rồi tiếp theo ở đây nó có bán kính gấp bo nè, ở đây là bo là khoảng là 50 nè, r bằng 50 ha, thì mình vẽ cái ellipse vô cũng tương tự như cái đế ha, copy nè, copy ha. Rồi chọn đường này, copy xuống là 50 ha, enter. Rồi copy đường này qua đây là 50 ha. Rồi vẽ ellipse, bấm chữ EL enter ha. Chọn là isocircle ha. Rồi sau đó bắt tâm ngay đây, dễ di chuyển ra đó, bắt vô endpoint này ha. Rồi sau đó mình xóa hai đường giống này đi, xóa hai đường giống đi, rồi bấm lệnh trim nè, tr, chọn hết luôn, chọn xong bấm enter, sau đó cắt cái đường này đi, cắt hai cái đường này đi ha. Đó rồi có được cái mặt không rồi, mình cúp ra độ dày nó, độ dày ở đây á là cho là ván 18 ly nè ha, 18 ly thì cúp đi ra 18. Còn cách về mà mình top á, bấm F5 đó, xây ra bằng tình gió bằng top á, copy từ đây ra đây nè, ra 18 enter ha. Rồi vẽ một đường line qua, đường line từ đây qua đây, rồi đường line từ đây qua đây ha, tương tự vậy với mặt trước vậy, bấm F5 để nó xoay lên ha, rồi vẽ đường line từ đây qua đây. Rồi tiếp tục ở dưới chân vậy, vẽ đường line nè từ đây qua đây. Rồi có mặt hông bên đây rồi, sau đó ta copy qua kia. Trước khi copy qua thì mình sẽ diễn tả cái độ cong của này luôn ha, bằng cách là copy nè, copy toán từ endpoint này tới nearest nhắm tương đối thôi, không cần chính xác.
Rồi, sau khi đó câu mình bắt đầu copy hết toàn bộ cái phần mặt hông này qua bên phía bên kia ha, copy. Đây, copy từ enbon chỗ này nè ha, cái này qua bằng mép. Bên này enbon ha. Rồi, để mua cái hình xuống nữa. Rồi, bây giờ ta vẽ một cái đường line ha, bấm F5 để nó xoay qua mặt hông ha, F5 nè. Vẽ đường line nó từ đây xuống đây. Rồi, sau khi có được hai mặt hông rồi, bây giờ bắt đầu ta xóa cả đường khuất của nó. Xóa đường khuất bằng cách là trim nó đi nè, TR. Chọn đường giới hạn ha, Enter. Chọn phần đường cắt đi nè, không? Rồi phần này cũng khuất nè. Khuất thì xóa đi, gì biết ha. Đó. Nó còn vậy đúng cái kiểu nó ha. Còn bên đây cũng vậy. Bên đây nè, đường khuất là đường này nè, xóa đi. Delete đi ha. Rồi dưới đây như vậy, đường khuất là đường này thì xóa đi luôn. Delete nè. Rồi đoạn này trim nó đi, trim cắt tỉa nó đi ha, cắt đi đó để ta được là hai cái đợt gãy hông. Rồi tiếp theo đây là ta vẽ các đợt ngang ha. Đợt ngang đây nè là chiều dày là 43 và khoảng cách là 282 ha, khoảng cách lọt lọc cái kệ 282, chiều dày là 43. Vậy ta đây ta bấm F5 để về cái con chỏ vùng nhìn top ha, line vẽ một đường thẳng qua đây, sau đó bấm F5 để xoay con chỏ lên, bấm lệnh move, move là 282, di chuyển lên 282, enter. À, rồi copy nó độ dày, copy nó độ dày là 43, 43 enter. À. Rồi tiếp theo bấm F5 để xây dựng tầm nhìn top ha, top này dễ cái line đi qua, rồi dễ cái line giao điểm này đi qua đây luôn ha. Rồi trim đi, đây rồi trim đi, cắt đi phần này, chọn này cắt đi phần này ha. Đó rồi ở mặt trước kệ nè, phần này khuất thì xóa đi ha, xóa đi rồi trim nó đi ha, trim đằng này, đằng này đó, vậy là xóa luôn đằng này luôn, trim đằng này luôn đó, thì ta được cái đợt kệ đầu tiên rồi. Vậy còn hai đợt kệ nữa thì bắt đầu ta copy lên thôi ha, copy lên bắt đầu CB Enter, chọn ba đường này đường thầy đúng không, thì nó có điểm chuẩn rồi, mình copy là từ chỗ endpoint này nè, anh lên chỗ endpoint trên đây rồi lại tiếp lên endpoint trên đây nữa ha. Rồi đoạn này chưa tới thì bấm lệnh extend, bấm chữ ES Enter ha, chọn đường giới hạn, chọn xong nó Enter để nó bấm kéo dài. Rồi những chỗ nào khuất thì mình xóa đi ha, xóa nè, xóa nè. Rồi chỗ nào giao nhau á, xóa nè, TR trim nè, cắt cái đường khuất đi nè. À, tiếp tục trim hai đoạn này, cắt nè, cắt nè. À, rồi ở trong đây cũng khuất luôn, xóa luôn ha, đây bị khuất luôn rồi, trim luôn đoạn này luôn. Đó. Rồi cuối cùng là cái mặt hậu, mặt hậu đây nó cho dây 12 ly. À, dây 12 ly thì mình copy cái đường này lên. Copy đường này lên nè. Ừ. Rồi mặt hậu thì nó nằm lọt lọt bên trong đúng không? Thì mình copy vô 12. Nếu mà chưa tới đây thì bấm lệnh extend ha, ES. Chọn đường giới hạn nè, enter, bấm kéo dài tới. Rồi copy vô theo chiều này là 12. À, rồi sau đó bấm F5 vẽ cái đường đứng xuống line này. À, rồi trim đằng này đi, rồi để copy copy đằng này nè, do từ endpoint này vô endpoint này ha. Rồi sau khi bao sạch ta xóa cái đường khúc ở trong đi ha, xóa đường khúc này, delete delete ha, trim đằng này đi. Rồi vậy là ta đã vẽ xong phối cảnh hình chiếu trục đo của một cái kệ trưng bày ha.